Để trộn giá thể trồng hoa hồng thì đầu tiên các bạn chuẩn bị đất. Đất chúng ta có thể sử dụng đất đỏ hoặc là đất thịt, đất ở trong vườn. Đất đó thì rất là tốt và đã giàu dinh dưỡng rồi nên là rất thích hợp để trồng hoa hồng. Ở đây mình sử dụng đất đỏ. Theo đó là phân bò. Phân bò này là phân chuồng ủ hoa, chúng ta có thể sử dụng phân gà hoặc là phân dê. Nhưng chúng ta nên nhớ là ủ hoa trước khi sử dụng. Và điều lưu ý là chúng ta nên sử dụng phân bò ủ hoa, tại vì nếu như mà chúng ta ủ không kỹ thì phân nó còn nóng, dùng thì nó rất là có hại gây nóng. Các bạn có thể ủ phân bò với lại chi cô đợt ma vì giúp chúng ta kháng thời gian ủ, và trong chi cô có một số nấm đối kháng thì giúp chúng ta kháng lại một số bệnh nấm rễ trong hoa hồng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng phân rơm để thay thế cho phân bò hoặc là trộn bổ sung thêm giúp tăng độ tơi xốp của giá thể. Nhưng nếu như mà các bạn sử dụng phân rơm thì lưu ý là sẽ xả phèn trước khi trồng. Chúng ta xả qua nước nhiều lần hoặc là ngâm ở trong nước và xả tầm 2 đến 3 ngày. Vì trong phân rơm hàm lượng phèn cao thì nó gây hại cho rễ, giúp rễ khó hấp thu được dinh dưỡng do đó. Thế nhưng mà không xả kỹ thì nó sẽ rất là hại nên chúng ta cần lưu ý. Theo đó chính là xơ dừa. Xơ dừa này thì các bạn sẽ ngâm với nước và vô xả nhiều lần để xả bớt hàm lượng muối và chất chát vào trong xơ dừa tránh gây hại cho rễ. Nếu như mà các bạn không xả chát trước khi trồng thì khi trộn xơ dừa vào giá thể lúc tưới ra thì sẽ có nước màu đỏ, rễ thì rất là khó phát triển. Xơ dừa này thì khi chúng ta xả chát xong màu của nó thì sẽ sậm hơn, hơi hung màu đỏ gạch. Còn khi mà chưa xả chát thì mùi rất là nồng, nó có mùi chát, mùi của tannin và cái màu nó đỏ sậm hơn. Nước xả lần 1, lần 2 thì màu đỏ gạch rất là đậm. Bắt đầu xả nhiều nước thì cái nước sẽ trong dần đi, lúc đó thì chúng ta có thể sử dụng được. Chúng ta có thể sử dụng cho trấu, trấu khung hoặc là trấu tươi để trộn vào giá thể, giúp cho giá thể tơi xốp hơn và thoát nước tốt hơn. Nhưng các bạn lưu ý không sử dụng tro trấu để hung thành tro, là chuyển qua màu xám hoàn toàn. Lúc đó hạt tro rất là mịn thì nó không còn có khả năng giúp cho giá thể chúng ta tơi xốp và thoát nước nữa, mà thay vào đó thì cái lượng muối ở trong tro trấu rất là cao, nó lại gây hại cho rễ và giúp cho rễ khó thu được các chất dinh dưỡng. Do đó các bạn sử dụng tro trấu là khi đốt thì nó vẫn còn màu đen như thế này, nó vẫn chưa chuyển qua màu xám hoàn toàn. Hoặc là có thể sử dụng vỏ đậu đặc giặt hoặc là vỏ trấu tươi để trộn vào giá thể. Và đối với cây hoa hồng thì mình sẽ sử dụng tỷ lệ là 50% đất đỏ, 20% phân bò, 10% xơ dừa, 10% trấu hung và 10% vỏ trấu tươi. Trộn tất cả các thành phần lại với nhau và sau đó chúng ta sẽ dùng cái giá thể này để trồng cây. Và đây là cái phần giá thể mà mình vừa trộn xong theo tỷ lệ mình giới thiệu. Để thử giá thể có tơi xốp hay không thì các bạn sẽ lấy một nắm trong tay như thế này, bóp chặt và thả ra. Giá thể nó không bị quá nén hoặc là vón cục thì giá thể này là thoát nước tốt và đạt yêu cầu. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trồng cây hoa hồng này vào trong chậu. Đầu tiên để trồng cây hoa hồng thì các bạn phải chọn chậu phù hợp với cây. Chậu thì thông thường sẽ có đường kính là lớn hơn đường kính của tán cây, để cho cây có thể lan rễ ra và phát triển mạnh hơn. Chúng ta sẽ không chọn chậu có đường kính nhỏ hơn đường kính của tán thân hoặc là đường kính nhỏ hơn cái bầu trồng. Như vậy thì rễ sẽ bị hạn chế cái không gian phát triển, lúc đó thì sẽ không có phát triển tốt và tán cây chúng ta sẽ không có bung ra được. Lúc đó thì cây sẽ nhỏ, eo ụt và nó sẽ không tươi tốt. Và đặc biệt chậu thì các bạn nên lưu ý là sẽ có lỗ thoát nước nhiều hơn 2 lỗ, hoặc là một lỗ thì sẽ có cái đường kính lũ lớn là từ 1,5 đến 2 cm, để khi trồng vào mùa mưa thoát nước tốt. Phần đế chậu thì sẽ có cái phần chân lên cao hơn, tránh trường hợp là chúng ta đặt chậu quá sát với lại cái mặt đất thì cái lỗ thoát nước này nó đặt sát, nó bị bít lại không thoát nước được, thì lúc đó cây nó rất là dễ bị úng. Tiếp theo trồng cây, đầu tiên là các bạn sẽ cho giá thể vào chậu. Các bạn cho vào lượng đất bằng 1/3 so với chậu. Sau đó các bạn sẽ lấy cây ra khỏi bầu. Lưu ý là chúng ta sẽ không nắm phần gốc và kéo xuống, như vậy thì nó sẽ bị tổn thương rễ của cây. Các bạn nên dùng dao hoặc là kéo rạch bầu hoặc là cắt phần bầu như thế này. Cắt thì sẽ hướng mũi ra bên ngoài để tránh gây hại, để hạn chế tối đa cái việc là gây tổn thương rễ, đứt rễ.
Sau đó các bạn sẽ lấy cây ra khỏi bầu như thế này. Chúng ta sẽ lấy nguyên được phần bầu, được phần đất. Đây là phần bầu đất của cây. Sau đó các bạn sẽ bỏ một lớp trên mặt. Thường thì cái phần lớp trên đất trên mặt này là lá cây rụng xuống và những lá sâu bệnh như đó. Cái việc chúng ta bỏ những lá này giúp giảm sâu bệnh cho cây. Sau đó các bạn đặt cây vào chậu, đặt phần gốc ở phần giữa chậu. Và sau cùng là các bạn thêm giá thể vào xung quanh cái phần bầu vừa rồi. Sau khi cho giá thể vào đầy chậu như thế này thì các bạn dùng tay ấn nhẹ xung quanh, dùng tay ấn nhẹ như thế này để phần đất sẽ bám sát vào phần rễ của cây hơn, cây nó nhanh hấp thu được dinh dưỡng. Các bạn lưu ý là khi trồng thì chúng ta sẽ không có để đất phủ hết lên tới mặt miệng chậu, chúng ta sẽ chừa khoảng tầm 0.5 đến 1 cm dưới đây. Trong trường hợp là mùa nắng, nếu như mà các bạn trồng quá cao lên tưới thì nước sẽ bị tràn ra bên ngoài. Do đó khi mà chúng ta trồng thấp như thế này tưới thì phần nước cũng vẫn sẽ còn giữ lại được trong chậu, nó không bị thất thoát nước, cây được cung cấp đủ nước hơn. Sau khi trồng xong thì các bạn sẽ tỉa một số lá già, lá chân hoặc là lá sâu bệnh của cây đi để cây nó nhanh hồi phục và nó hạn chế bị sâu bệnh. Lá bị nấm bệnh như thế này chúng ta nên tỉa đi. Như vậy là chúng ta đã trồng xong được một chậu hoa hồng. Khi trồng thì khoảng tầm 1 đến 3 ngày sau khi trồng, bạn nên để cây ở khu vực có nắng nhẹ để tránh đưa cây mang ra nắng trực tiếp. Cây thì lúc này còn yếu, vừa bị thay chậu nên là sẽ động rễ, do đó cái việc đưa ra nắng trực tiếp thì sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần sinh trưởng của cây. Cây sẽ nhanh bị mất nước hoặc là nắng cháy lá. Tầm 5 đến 7 ngày sau khi trồng thì các bạn mang ra ngoài nắng bình thường tưới cây. Thì các bạn tưới ngày, mỗi ngày tưới 1 đến 2 lần vào sáng sớm và chiều tối. Lượng nước tưới thì vừa đủ, không tưới quá nhiều. Các bạn thường xuyên kiểm tra là nước có thoát ra được phần đáy chậu hay không, tránh trường hợp là để làm úng nước. Nước không thoát ra được thì cây rất là dễ úng và chết. Ngoài ra thì các bạn còn thường xuyên tỉa cây, thì tỉa các chồi, cành, lá như thế nào, mình sẽ có video hướng dẫn cụ thể hơn ở cái phần tỉa cành cho hoa hồng. Các bạn sẽ bổ sung phân bón cho cây mỗi tháng một lần. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng các phân hữu cơ hoặc là phân trùng quế hoặc là phân bón dành chuyên cho hoa hồng, giúp cho hoa bền, đẹp, sai hoa và lập hoa nhanh hơn.